chào quý vị khán giả. Những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Thành phố có tầm quan trọng về mặt chiến lược của Iran trở thành mục tiêu chính của Israel. Diễn biến mới nhất trong sự kiện Israel tấn công trả đũa Iran chính là việc hãng thông tấn bán chính thức FA của Iran đưa tin nhiều người đã nghe thấy tiếng nổ gần sân bay ở thành phố Isfahan, miền trung nước này. FA cho biết thêm, nhiều vụ nổ cũng được nghe thấy gần căn cứ quân sự ở Isfahan. Nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định. Những diễn biến trên xuất hiện vài giờ sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian tuyên bố nếu Israel thực hiện thêm bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran, Tehran sẽ đáp trả ngay lập tức và ở mức tối đa. Isfahan được coi là thành phố có tầm quan trọng về mặt chiến lược và là nơi tọa lạc của một số cơ sở quân sự then chốt, bao gồm căn cứ cũng như các địa điểm nghiên cứu và phát triển hạt nhân. Thành phố Natan lân cận, một trong những địa điểm làm giàu hạt nhân của Iran, việc Israel nhắm vào thành phố Isfahan dấy lên nỗi lo ngại một cuộc xung đột có sự tham gia của các vũ khí hạt nhân sẽ khiến cho không chỉ tình hình Trung Đông mà tình hình thế giới cũng sẽ hết sức phức tạp theo. Truyền hình nhà nước Iran mới đây thông tin chi tiết hơn về tình hình xung quanh thành phố Isfahan. Họ cho biết, vào khoảng 12 giờ 30 phút, giờ GMT, 3 máy bay không người lái UAV đã được nhìn thấy trên bầu trời Isfahan. Các hệ thống phòng không đã được kích hoạt và đã tiêu diệt những UAV này. Đài Fox News xác nhận có vụ nổ ở tỉnh Isfahan, nơi có thành phố Natan, một trong những địa điểm hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, truyền thông Iran cho biết tất cả các địa điểm trong khu vực hoàn toàn an toàn. Hãng thông tấn bán chính thức FA cũng cho biết có tiếng nổ ở Isfahan gần sân bay quốc tế. Isfahan là nơi có căn cứ không quân lớn của quân đội Iran, cũng như các địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Theo hãng tin Reuters, các hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại thành phố Isfahan, thuộc tỉnh cùng tên để chống lại máy bay không người lái hôm 18 tháng 4. Trong khi đó, kênh Fox News dẫn một nguồn tin quân sự mô tả cuộc tấn công của Israel là có giới hạn. Các nguồn thảo tin cho biết Mỹ không liên quan vụ việc. Các quan chức Lầu Năm Góc chưa xác nhận vụ tấn công. Nhà Trắng và Hội đồng An ninh Quốc gia NSC đã từ chối bình luận về tình hình đang diễn ra. Theo thông tin chưa được xác nhận, Israel đã tấn công tổng cộng 7 thành phố của Iran, gồm Tehran, Fordow, Arak, Natan, Kha, Buse và Bada Anbas. Khi được CNN hỏi về các vụ nổ ở Iran, quân đội Israel đáp rằng họ không có bình luận nào để đưa ra vào lúc này. Đến 11 giờ ngày 19 tháng 4 theo giờ Việt Nam, quân đội Israel cho biết còi báo động đã được kích hoạt ở miền Bắc Israel. Trước đó, vào 9 giờ 34 phút, các chuyến bay thương mại bắt đầu chuyển hướng đường bay vào sáng ngày 19 tháng 4 giờ địa phương qua miền Tây Iran mà không có lời giải thích sau khi một hãng thông tấn bán chính thức FA, Iran tuyên bố đã có vụ nổ xảy ra ở thành phố Isfahan. Các hãng hàng không Emirates và Fly Dubai có trụ sở tại Dubai UAE bắt đầu chuyển hướng qua miền Tây Iran vào khoảng 4 giờ 30 phút. Họ không đưa ra lời giải thích nào mặc dù cảnh báo rằng không phận có thể đã bị đóng cửa. Isfahan là nơi có căn cứ không quân lớn của quân đội Iran cũng như các địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Đến 9 giờ 29 phút, các vụ nổ đã được nghe thấy ở nhiều địa điểm trên khắp Trung Đông vào tối ngày 18 tháng 4 giờ địa phương, bao gồm ở Syria và Iraq, khi Israel dường như bắt đầu trả đũa Iran. Các vụ nổ được ghi nhận ở Isfahan và Natan. Cả hai thành phố ở Iran đều có cơ sở hạt nhân. 3 vụ nổ đã được báo cáo ở Isfahan, nơi Iran có cơ sở nghiên cứu hạt nhân chính, dù chưa xác nhận được địa điểm hạt nhân nào bị tấn công. 9 giờ 36 phút, truyền thông Iran đưa tin căn cứ không quân Hastam Sikari đã bị trúng tên lửa. Căn cứ không quân này nằm trong số nhiều căn cứ mà Iran sử dụng để tiến hành cuộc tấn công trực tiếp vào Israel vào cuối tuần trước. Không phận phía Tây Iran đã đóng cửa và sân bay quốc tế Imam Khomeini tại Tehran đã thông báo cho hành khách rằng tất cả các chuyến bay đã bị phá hủy. Đến 9 giờ 43 phút, ABC News cho biết họ đã liên hệ với một quan chức lực lượng phòng vệ Israel. Người này đã xác nhận rằng cuộc tấn công tối ngày 18 tháng 4 giờ địa phương là để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran trước đó. Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau cuộc tấn công trả đũa. Đến 9 giờ 49 phút, Tư lệnh Ahmad Haqtalab của Quân đoàn An ninh và Bảo vệ Trung tâm Hạt nhân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã cảnh báo rằng Iran sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu Israel triển khai hành động khiêu khích nhằm vào quốc gia của ông. Phát biểu với hãng tin Tasnim, Tư lệnh Haqtalab khẳng định Iran sẵn sàng đẩy lùi mọi cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran. Ông nhấn mạnh Iran đã xác định được vị trí của tất cả các cơ sở hạt nhân của Israel và sẵn sàng tấn công chúng bất cứ lúc nào nếu Israel gây hấn. Xung đột Israel-Iran khi ranh giới bị bước qua. Việc Israel và Iran tấn công lẫn nhau hiện làm lu mờ phần nào cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở dải Gaza.
đúng là cuộc không kích của Israel vào tòa nhà lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria đã gây bất ngờ, nhưng cuộc trả đũa của Iran trong đêm 13 tháng 4 lại là điều chắc chắn dự liệu được. Diễn biến đầy hệ lụy khôn lường đối với tương lai của hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh đã xuất hiện. Đó là lần đầu tiên Israel và Iran tấn công quân sự trực diện vào lãnh thổ của nhau. Đã có tiền lệ thì tiền lệ sẽ thành thông lệ. Đã có một cuộc tấn công riêng lẻ trong thời gian ngắn thì sẽ có cả chiến dịch quân sự thời gian dài. Một khi ranh giới đã bị bước qua thì mọi kịch bản nguy hại nhất đều có thể trở thành hiện thực. Không có gì khó hiểu khi cả Iran lẫn Israel và đồng minh đều tuyên bố giành phần thắng và phía đối thủ đã thất bại ở cuộc trả đũa này của Iran. Israel và các đồng minh như Mỹ, Anh thông báo đã cùng nhau đánh chặn được 99% tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Phía Iran dường như lại quan tâm nhiều hơn đến việc tạo nên ấn tượng Iran có đủ năng lực và tiềm lực quân sự để tấn công trực diện vào lãnh thổ Israel chứ không đả động nhiều đến thiệt hại mà đối thủ hứng chịu. Iran và Israel đều đã đi xa hơn từ trước đến nay rất nhiều trong việc tạo sự đã rồi và cũng vì thế mà từ nay sẽ không thể tránh khỏi bị chính sự đã rồi này xô đẩy và chi phối trong hoạch định chính sách và hành động cụ thể. Iran đã chứng tỏ mình rất kiềm chế trong cuộc trả đũa lần này. Mức độ và cách thức đáp trả của Iran trên thực tế thấp hơn nhiều so với mức độ đòi hỏi của người dân nước này. Trả đũa mức độ như vừa qua là quyết định chính trị chứ không phải quyết định quân sự. Thế nên kịch bản nào sẽ xảy ra tiếp theo đây phụ thuộc hoàn toàn vào ứng xử của Israel. Điều kiện có thể thấy rõ là mối thù địch giữa Israel và Iran càng thêm sâu đậm và khó khắc phục, căng thẳng và đối kháng còn quyết liệt dài dẳng. Những vòng xoáy đối địch mới, kể cả đụng độ quân sự, có khả năng xảy ra bất cứ thời điểm nào. Phía Israel có thể có quan điểm khác nhưng Iran, Mỹ và các đồng minh của Israel và các quốc gia trong khu vực đều không có ý định và lợi ích trong việc làm bùng phát cuộc chiến giữa Israel và Iran. Nếu không có nguồn viện trợ tài chính và vũ khí của Mỹ và đồng minh, Israel không thể xung đột lâu dài với Iran. Phía Iran cũng thừa hiểu quan hệ giữa Iran và Israel chỉ là chuyện phụ và chìa khóa để giải quyết thù địch giữa Iran với Israel vốn luôn là chuyện quan hệ giữa Iran với Mỹ và khối các nước phương Tây. Mọi con chủ bài chiến lược nhất và sáng giá nhất được Iran giữ lại để dành xử lý quan hệ với Mỹ và phương Tây, chứ không phải do quan hệ của Iran với Israel. Vì thế, Israel giờ bị giằng xé giữa lý trí và tình cảm, giữa tỉnh táo về chính trị và quá tự tin về quân sự. Trong khi đó, trong một diễn biến liên quan, Israel và Iran đã đấu khẩu gay gắt tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ hôm 14 tháng 4. Cuộc họp này diễn ra sau khi Iran tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel cuối ngày 13 tháng 4 giờ địa phương, dẫn đến nỗi lo bùng phát xung đột trực tiếp toàn diện giữa hai nước. Tại cuộc họp, theo đài Al Jazeera, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan nhấn mạnh cuộc tấn công của Iran đã vượt qua mọi làn danh đỏ và Israel có quyền trả đũa. Ông Erdan cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC là một tổ chức khủng bố, cũng như áp đặt mọi biện pháp trừng phạt có thể lên Tehran trước khi quá muộn. Đáp lại Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Ami Said Aravani nhấn mạnh hành động của nước này nhằm vào Israel là cần thiết và phù hợp. Quan chức này lưu ý Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không lên án vụ tấn công của Israel nhằm vào khu phức hợp Đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus, Syria hôm 1 tháng 4 và Tehran không còn lựa chọn nào khác là đáp trả. Cũng theo ông Iravani, Iran không muốn leo thang quân sự hoặc chiến tranh nhưng sẽ đáp trả mọi đe dọa hoặc hành động gây hấn. Vụ tấn công của Iran nhằm vào Israel khiến các hãng hàng không toàn cầu đối mặt tình trạng gián đoạn chuyến bay khi phải giảm bớt số lượng máy bay di chuyển giữa châu Âu và châu Á. Theo Reuters, hôm 15 tháng 4, nhiều hãng hàng không đã phải hủy hoặc định tuyến lại các chuyến bay trong vài ngày qua, trong đó có Qantas, Úc, Lufthansa, Đức, United Airlines, Mỹ và Air India, Ấn Độ. Trong khi đó, Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu, EASA, tiếp tục khuyên các hãng hàng không nên thận trọng trong không phận Iran và Israel. Ông Mark G, người sáng lập tổ chức chuyên giám sát không phận và sân bay, OPS Group, nhận định đây là sự gián đoạn lớn nhất đối với việc di chuyển bằng đường hàng không kể từ sự kiện khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ và tình trạng này có thể kéo dài thêm vài ngày nữa. Diễn biến nói trên là đòn giáng mạnh vào ngành hàng không đang phải đối mặt nhiều hạn chế do xung đột giữa Israel và Hamas và khủng hoảng Ukraine. Theo ông G, không phận của Iran thường được các hãng hàng không đi lại giữa châu Âu và châu Á sử dụng. Họ chỉ có hai tuyến đường thay thế khả thi là qua Thổ Nhĩ Kỳ hoặc qua Ai Cập và Ả Rập Saudi. Israel đã đóng cửa không phận ngày 13 tháng 4 trước khi mở lại sáng ngày 14 tháng 4. Jordan, Iraq và Liban cũng đã nối lại các chuyến bay qua lãnh thổ nước mình. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay.
Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.